anh sợ một ngày mình mất lòng, sợ điều đó sẽ trở thành sự thật. Cơn mưa nặng hạt dù lòng nặng rối đau, hỏi tại sao ta không được về nhau. Nói đi là đi, nói đi là đi. Bye.
giờ đã có bao đêm bầu 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 trời đêm sương mờ răng kín lối anh về phải chăng là vì sương kia rơi ướt mình hay bởi nhung nhớ vì yêu ai kia quá dài khờ thế nên giờ anh bước đi giữa những nỗi đau ngày mình yêu nhau em đã từng hứa những gì cớ sao giờ em quên đi lời hứa đó để mình anh lôi đôi chân đi qua góc phố ngày nào chẳng lòng khi bao khi những xưa quay về đây đã có bao giờ đã có bao giờ trong tim em tồn tại anh chưa vậy có sao người về bằng sao anh niềm tin để trái tim này đang từng ngày yêu em như thế đến phút sau cuối em lại nói ra lời chia tay tình yêu bây giờ sao bông anh thừa làm mây bay mong gió vô tình sẽ đem mây đến bầu trời khác để núi ở lại rơi theo mây và rồi ôm đau anh là núi ấy còn em như anh ấy vô tình dancing in the desert blowing up the sunset. Đã có bao giờ bằng sao
chia tay. Đến nay em ổn không? Còn anh bên đây nhói nhau trong lòng. Từ khi em đi, em có biết không? Từng dòng ký ức cứ theo đêm về. Ngày dài lê thê, quên em anh chẳng thể đi. Dù trong cơn mơ, vẫn thầm gọi tên. Giờ người nơi phương xa ấy có biết anh đang rất đau khi nhìn thấy em vui cùng ai đến sau ngồi cười đùa bên nhau hạnh phúc như vậy. Nhưng điều ấy anh không muốn thấy từng lời ngọt ngào trên môi em vừa yêu mãi anh thôi. Giờ còn đứa đâu em đã quên rồi thành lòng người thay đổi để anh ở lại rồi về bên nơi đắm say trọn vẹn tương lai. Giờ người nơi phương xa
trong em anh là...
em chẳng còn thiết tha. Người từng là tất cả, giờ xem nhau như kẻ xa lạ. Thank you.
khiến tim bối hồi. Và yêu thêm nhiều mắt cay một thôi. Vậy khi yêu có thành đôi, câu hứa trên đầu môi cười lần cuối thôi. Mai xa rồi, xa yêu ngay từ đầu sai. Vì ai biết đến lúc một mai, xưa vẫn hay kể vài. Ai ở lại, ai bước đi vì ai. Cạnh thì không thương nhau, gieo thương đau, trong mong chi kia nào. Xưa muôn vạn người tìm được có chẳng dễ làm sao. Tại sao em phải khóc?
có xứng đáng không? Người yêu em thật lòng, sao để anh lệ rơi? Em thật đáng không? Anh không thể dưới tay em lại, giờ anh thiệt phải làm sao?
anh nguội lạnh vì yêu thương phá tan rồi. Giờ chỉ còn phép sức mình bước ngang đời nhau. Lần yêu cuối cùng lúc chạy đổ thơ, đừng mãi bao nhiêu phòng nằm cho vừa. Lần anh nằm trời yêu nhau ngỡ hóa cơ mà. Hôm nay ngược đời mặt khác đâu không ai. Hạnh phúc có hình, anh tự tìm em trao. Nào ngờ
làm sao thay mới đau như mong đợi hạnh phúc của mình anh tự tìm em trao nào ngờ đâu không vui càng thêm sầu dù chúng một nhà nhưng xa là người sống nhiều lúc nghĩ tới con có trao đời một con cha mẹ em tự mình gánh mang họ hàng hai bên cười lên em số lòng đau lần đơn không danh phận thương em.
dưới góc phố hàng đi. Anh hát lên khúc ca cho tân tình yêu, nói với em rằng tình yêu anh đây dành cho em. Dẫu biết ước mơ anh với em quá xa vời. Đời anh là du ca, anh không lựa chọn được người ơi. Dẫu biết anh yêu em nhưng chẳng thể với tớ. Rồi đêm từng đêm trôi, nỗi nhớ dâng tràn trong tim. Nhưng anh không thể nói tiếng yêu em. Anh lại cứ thế thầm thầm nhìn em giữa dòng đời, rồi nhìn ngược về anh. Anh biết anh là ai, chỉ là một người yêu em. Nhưng em cần người chăm lo cho em. Trong tim anh chỉ tồn tại hình em, anh không chẳng có một ai khác có thể
nay đã bao ngày chờ em tu tới đông tàn, chờ em cơn mưa muộn màng. Tiếc nuối năm tháng qua rồi, thì sao sao anh không nói, anh không nói yêu. Anh tiếc nuối vì anh không dám nói rằng anh yêu em, để giờ lắm mất em. Anh nhớ lắm, anh muốn em quay về đây với anh chỉ một lần thôi. Anh tiếc một điều là anh không thể nào nói với em rằng anh yêu em từ lâu rồi mà em đâu biết được người ơi. Bởi vì anh cứ im lặng vì anh sợ em sẽ bận tâm, vì đêm cứ yêu thầm em không dám nói. Anh cứ nghĩ rằng lặng thinh rồi từng ngày tình yêu đắm say, nào ngờ em đã cùng lái đi về miền đất mới. Còn anh đứng đây nhìn em đi mà lòng anh đớn đau, anh tiếc nuối vì anh chưa kịp nói lời yêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nơi đâu. Xin anh trả lời một lần anh đi. Lý do anh ta kết thúc là tại sao?
đó lâu.